Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với John Henry Stickmin Official. Lại là tôi, John đây. Và hôm nay chúng ta chơi một trò chơi có tên là chúng ta chơi Angry Bird. Nhưng lần này sẽ là hai con level nha. Mặc dù lần trước tôi có livestream đã 8 con level rồi. 8, à nhầm, 8 bản rồi. Hai bản thì đúng hơn đấy. Lần trước tôi có livestream 8 bản, bây giờ tôi sẽ thành hai bản thôi bởi vì tôi muốn có một cái Angry Bird, là Angry Bird hồi kết thôi. Ừ, bởi vì tôi rất chán. Tôi cảm thấy tôi thực sự đấy. Tuy tôi là một người chơi VS nhưng tôi chưa bao giờ chơi Angry Birds lần nào, nhưng mà đến khi mà ông Trung hay nhưng mà đến khi mà tôi có một người bảo tôi chơi Angry Birds thì tôi cũng chơi. Bây giờ tôi cảm thấy hơi chán nên tôi cảm thấy tôi muốn bỏ một tí. Bởi vì tôi không phải là một người thích khám phá mấy cái con mốt của mấy con game đấy. Rồi, chúng ta có bắt đầu thôi. Trong mốt đầu tiên của chúng ta, đây là Angry Birds phiên bản 3.1 ở đây. 3.1 có gì? Rất nhiều thứ mà tôi chưa thể khám phá được. Thì chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Phiên bản 3.1.1 này rất là mới. Mọi chúng con chơi rất nhiều, chúng chơi nhiều rồi. Đoạn đầu chúng ta có gì? Chết cha không... Không nhỏ, mày không thu nhỏ được mày. Đây, cái đầu tiên của tôi. Không thu nhỏ được màn hình. Trời đất. Cái này chơi kiểu gì? Hai sao kiểu gì bây giờ? Thì để chúng ta xem rồi. Chúng ta phải tính toán rất tỉ mỉ. Bởi vì tôi không thể thu nhỏ màn hình nên là không thể có thể chơi rồi. Nó có chịu được không? Không rồi. Bởi vì chúng ta cần, bởi vì trong match đất tôi cũng phải có set game để mà lưu lại quá. Có biết cái vụ ông Long gì không? Biết cái vụ Long tờ không nhỉ? Ông ấy là... Ông ấy đã bị mất đi cái số 71% gì đấy rồi. Trời ơi, không giúp. Lâu quá không chơi bây giờ. Cách thu nhỏ màn hình thế này. Không đâu. Ủa, cái này dễ rồi, không phải nói. Cái này dễ này. Đâu có thể thủ dân hay không? Thủ dân đấy trông rất là mới mẻ luôn. Bây giờ chúng ta mới chỉ thủ dân chắc thôi. Chưa có con red nào ra mắt cả. Chúng rất là tôi cũng là hơi bị tệ một tí. Bây tôi lại biết một con rồi. Không sao cả. Chúng ta vẫn ngắm thẳng đến xa. Ngắm đến xa được. Bảy ác mộng không được cung hành hình top một. Có nhiều của Vân quá, không còn con nào nữa. Những ngày buổi livestream là toàn là anh chị được đến giới hạn bao nhiêu gì đấy thôi. Tôi kiểu tôi chỉ muốn
nói câu là thôi khỏi thôi, vì tôi muốn khỏi ngay lập tức ngay rồi, tôi không muốn làm tiếp nữa. Và tất nhiên chúng ta được 44.000 rồi. Ôi. Ba kinh tôi đấy à? Nên bạn đùa tôi đấy à? Tôi lấy trứng kiểu gì? Trời ơi, không thể zoom nhỏ được. YouTuber nào bị bớt mốt ngoài tôi và chung với chút tôi ra không? Chắc chắn là không rồi. Vì ông ấy là một người hiểu về nước ngoài hơn. Tôi thì hiểu về nước ngoài chi thôi. Ông thì hiểu về Animod nhiều hơn. Nên có lẽ cứ nên xem kênh ổng đi, chứ đừng có xem tôi. Triệu ổng hơn 100 sắp kìa kìa. No tempo. Tôi có lẽ là chúng ta sẽ ngừng ở đây thôi. Còn chúng ta sẽ ra bài hát cũng được. Đây là bài tháng 2 và là bài cuối cùng trong buổi này. Và chúng ta ở đây được gặp Jim Sonic. Oh, rồi ơi. Thế sau đích kiểu này thì tôi không chơi được. Đây nó đứng ở ngay ngay ngay, ngay trong cái tầng hòm kia kìa. Chuột tôi thì đang không thể di được đàng hoàng lên đây. Cần phải có một cái lót chuột thì nó mới cho tôi di. Mà tôi còn không có lót chuột nữa. Trời ơi. Yeah. Tôi kiểu gì đây? Yeah. Yeah. Tôi nghĩ là tôi sẽ có kế hoạch ăn hai con được không? Chắc tôi là phải ăn. Đây. Máy mới được đấy. Sao? Xong chuỗi. Vương sẽ thử thăm mốc kêu nhỉ? Hôm nay tôi không thể làm được gì cả. Thử thách nhá. Vâng, được rồi, đây là chính là phiên bản tiếp theo của ai. Nó có phiên bản thứ hai có tên là Angry Bird Reflector. Tất nhiên rồi, quá hôm nay chúng ta 15 level thôi. Và không có đủ. Và chưa có Golden Egg. Vậy thì khám phá ấy nhở. Lại phải xem cutscene. Không có skip. Ôi, thật sự luôn đấy. Và giờ chúng ta lại được sử dụng Red. Red 2 tháng. Chúng ta phải tập trung đấu heo đã. Ừ.
hơi dài đấy. Được rồi. Ta cần phải có một cái skip win, skip kết quả. Được rồi, và chúng ta sẽ phải kéo thêm một độ dài nữa. Và đây chúng ta sẽ xác định. Lại chuột, cay đấy. Oh my god, no. No. Chào mừng trưởng chắc giờ anh chính thức vào việc luôn. Việt Nam đã có ai beat that bad ở ngoài cao tích. Yes, let's go. Bây giờ chúng ta lại có đỏ vàng, đỏ vàng. Chúng ta sẽ được cái xe không nào? Come on. Không để xe à? Vậy thì có đúng một người thôi. Mình phải tránh mà không được, không để hại một ai. Vâng. Ở đâu nữa? Trời ơi.
Ngay mà này. Nhưng con đấy con quick mà. Như ra để đặc biệt con mỏ kia. Mùa chứ lại. Cùng thu thật sự lo này. No. Yes. Cái level sau nó sẽ làm sao nhỉ? Có thể sẽ không qua được à? Đây. Đến tên để thử con nhỏ này. Đây là cái khác. Đây là lúc ban đêm rất là mỗi tội. Tôi không thể review trên trên đây. Cho con chủ của tôi. Chưa xong. Bây giờ đây, bây giờ, bây giờ, bây giờ, bây giờ. Tìm đấy. Đây, tròn đây nhỉ? Có lẽ là rất là nhiều đây. Chuyện này khi nào mà được số tuổi thôi. Bạn cứ bị cái chữ new record là bạn khó đỗ được trời nữa. Được rồi, tôi phải thả bom ở bên kia kia kìa. Đúng xong một con đã đi. Vậy là phải cho con vận là ấy rồi. Chứ không vận được. Đấy không? Đấy không? Mình muốn đấy, cái combo hai con này. Đấy.
lý do nào đó. Bay này. Cái quả con chuột của tôi này. Đi được luôn. Tất nhiên rồi. Nào. Tin xá nam thanh niên của người đã sống sót được hơn quả. Cô chỉ muốn ăn được quả quay thôi nhưng mà không cho. Lý do tôi biết em đi vớt đấy vì nó hách não kỳ luôn. Anh em tôi chơi em đi vớt hai lần nó khó bốc lửa lắm đấy. Nó khó bốc lửa luôn. Level này có khoảng 15 bài và tôi đã review được hơn 13 bài rồi. Có lẽ level này sẽ thắng pha đạn sẽ rất ảo thôi. Tất nhiên rồi. Tôi có phải một người thích nằm trong cái tận thế ấy. Và đây là level cuối cùng chúng ta này. Mấy ông hay có kiểu là lắp kết sang 100 100 đi 100 không? Các bạn đã hoàn thành được cái tập đầu tiên này rồi. Bây giờ hãy thử những 3 sao của mỗi level. Và đây là cutscene này. Chúng ta đã qua được rồi. Let's go. Và đến đây là kết thúc của hai cái buổi mod tôi đã review rồi. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh vào những video bye bye. Oh my god, tôi đã đạt được 35 trên 45 sao luôn đấy. Vâng, đây sẽ là video cuối cùng của anh ấy của tôi. Bye anh em nha.